đi qua kia một chút xíu, em đi một chồng để cho mọi người nhìn. Không không, đừng được xuống nhà. Rồi, đứng lại đó. Diễn ngồi xuống thử coi, bỏ gậy ra ngồi xuống thử coi được không? Thử coi. Thử. Đứng dậy coi. Sao lại kể thế này? Có này là kể. Dạ. Bây giờ cuộc đời có gì kể hết đi. Cháu đau, em đau đầu gối hồi đến năm 2009, con đi mổ. Cái tay rung vậy hả? Dạ không. Hay là gặp thầy nữa? Tay 2009 mổ một lần rồi, sau này 2012 thêm một lần nữa. Sau khi mổ thì bị tật là để mau thì bắt đầu em đau lưng bên trái, xong rồi bác sĩ khám chiếu điện chiếu FET thì nó nói là không có bị nhiều sự khúc bình thường, sau đó họ gửi đi là chiếu thần lên hết không có bị cái sao đâu. Thì trong thời gian 3-4 năm nay là em đi khám đủ hết, bác sĩ nói sao là vậy. Rồi bây giờ cái đau này nó chạy xuống đầu gối xuống đến tay và đến chân, bây giờ đi lại không được vững. Thật ra mỗi lần đi là phải có cái nặng trong cái tệ khoản té. Rồi bác sĩ có nói cái cuộc sống nó bị gì? Thì bác sĩ nói cuộc sống không có bị gì hết, cholesterol cũng như là tất cả đều tốt. Thật ra thì bây giờ họ chỉ thuốc cho em không có đau thôi. Cái dấu hiệu mà của em mà bị đau ở mông mà chạy xuống chân là dấu hiệu của sự chèn kép, chèn ép của dây thần kinh. Thì có thể do một sự chích hẹp nào đó ở trong cái khớp xương, thì nếu mà nó không có thì nghe hơi vui. Dạ, thì vậy vậy. Bây giờ là em là đi theo dõi bác sĩ về xương, xong là bị tê, sau đó theo dõi bác sĩ về thần kinh, cũng đi làm lại thêm 2 tuần để cho họ theo dõi, thì họ cũng không phát giác gì hơn là chỉ cho chích thuốc thôi, bắt đầu đi về. Và thần kinh cũng vậy, thì đi vô là cũng họ làm là cũng sung lông bê. Dạ, làm hết tất cả, chứng minh tất cả đều tốt, không có bị em sẽ bị gì hết. Làm hết tất cả tốt, khám máu, lấy máu, tất cả đều điều nói sức khỏe, nói chung sức khỏe đều tốt. Mà không được phải tại sao lại đau cái chân từ cái tim mông về xuống đến cái chân. Thì bác sĩ cũng có khẳng định được là tại sao cái nhẹ nào mà bị tắt. Đó là vấn đề của em là 4 năm nay rồi. Đi xuống thử đi, đi thử nhiên. Chèn cái thần kinh liền. Cái thứ hai nữa là nó đau cái đầu gối, mọi người thấy cũng bất quả. Tôi sợ té đó. Ừ, đúng, đi từ từ thôi. Phải có cái gậy kềm lại giữ lại. Dạ. Đây. Ơi, mọi người thấy là rác đi, rác. Làm 10 lần như vậy. Quay đúng vậy rồi. Đi con lành đi, nhanh lên đó, máu mà đưa vậy đó. Rồi cái là đây rồi rồi. Bây giờ bà nơi quá, bà ngồi hoài. Đứng dậy không đúng không? Ờ. Đứng dậy. Ngon lành đó. Rồi. Bên đây là xuyên.
tôi đau cái bệnh đầu gối này 4-5 năm rồi. Rồi sau khi mổ đầu gối thì đau lưng rồi nó chạy xuống đến đầu gối, xuống đến chân. Rồi cái chân trái em bị tê trong thời gian mấy năm. Rồi sau đi điều trị, hôm nay là biết là chị Vàng có giới thiệu hay là có thầy đến chữa bệnh ở Hà Nít. Thật ra mình cũng bỏ công việc để đến đây ngay luôn. Không quản ngại gì cả. Và đến đây tức là được ăn chiêu và các thầy Thái, thầy Châu chữa bệnh thấy khá nhiều lắm. Tại vì mỗi khi đi là không có vững, mà ngồi xuống cũng không có được tự nhiên, lúc nào phải cần cái nạng. Thật ra sau khi được bị hăn lùn, tra tấn, được tra tấn thì thấy cảm xúc như thế, cảm xúc thấy người nó nhẹ đi, và cái chân này thấy nó nhẹ nhiều, nhất là cái chân trái này là cái nặng, khỏi cần cái nặng ha. Thôi giờ cho anh Chiêu cái nặng làm kỷ niệm phải không? Rồi cho một bàn tóc tay, cho một bàn tóc tay, còn thang số thằng đó thang sao? Thấy không cần vị. Lần đầu tiên sau hơn một năm. Sau hơn một năm cầm gậy, mỗi lần lên cầu thang hôm nay thấy vui quá mà hy vọng con về nhà được làm như thế tiếp. Nhưng bây giờ chị phải tự tin ha. Đừng có ngó xuống chân. Khi mà chị đi á, chị dở cẳng lên chị đi. Đây, chị dở cẳng như vậy nè. Đó, rồi đi thử coi. Đó, dở cẳng lên đi, dở cẳng lên đi, dở cẳng lên đi, ngó tôi nè. Đó, dở cẳng tôi đi. Đó, dở cẳng lên. Bước nhẹ thôi. Đó, bước nhẹ thôi, đi. Tự tin ngó lên, đừng ngó xuống. Rồi, tốt. Rồi, quay lại. Chạy luôn. Cảm giác vui lắm thầy. Vì thế đến đây trước 5 ngày học với thầy thêm. Hôm nay đến là ngày cuối cùng, là hơi trễ vậy. Mà cũng vui lắm, là có duyên lắm. Gặp thầy hôm nay. Thầy cảm ơn thầy nhiều nha. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.